Mạnh Cường Audio xin kính chào quý khách. Tự Hào là đơn vị uy tín tại Đắk Nông, chuyên phân phối thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình LED từ các hãng thương hiệu nổi tiếng. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì Cường sẽ tiếp tục review một cái siêu phẩm micro nha mọi người. Thì hôm qua mình đã test review cái siêu phẩm sensor SKM5002 đầu Neumann KK105S rồi. Có giá mới là trên 200 triệu và cái giá cũ hàng đã qua sử dụng là 70 triệu. Thì hôm nay mình sẽ test cái bộ micro có giá mới trên 100 triệu và giá cũ 35 triệu nha mọi người. Thì đây trước mặt mọi người đây là một cái Red Server sensor nha, sensor EM3032 mọi người ạ. EM3032 và cái tay là SKM5002, cái nhóm màu này thì cực sang chảnh luôn nhá. Nhóm màu này cực hiếm và giá nó sẽ đắt hơn cái nhóm màu khác nha mọi người. Đắt hơn nhóm màu khác nha. Cái bộ này mình đang bán với giá là 35 triệu, hàng rất đẹp mọi người nhá. Gồm hai tay mic, hai cái đầu ME5005 và đi kèm với lại cái Red Server sensor EM3032 mọi người ha. Đây, 3032. Mình sẽ cho mọi người xem chi tiết hơn ạ. Đây. Ok. Rất đẹp mọi người nha, hàng rất là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn, phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Không chê vào đâu được mọi người ạ. Đó. Đây là cái Red Server mọi người ha. Thì cái bộ này hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là đẹp. Mình đang bán với giá 35 triệu đồng thôi mọi người nhé. Sau đây thì mình sẽ cho mọi người nghe thử cái chất âm của nó, xem nó hay như thế nào. Đấy, thì các chương trình Paris by Night Thúy Nga, cũng như là các cái chương trình ca nhạc lớn ở bên Mỹ và một số nước châu Âu, người ta thường hay sử dụng những cái bộ micro cao cấp như thế này. Và đồng thời thì ở Việt Nam mình, quý khách sử dụng cũng rất là nhiều nhá. Quý khách mua về dùng karaoke gia đình rất là nhiều. Những vị khách mà sắm những cái bộ loa trị giá mấy trăm triệu hoặc là hàng tỷ đồng để hát karaoke thì thường mọi người thường dùng những cái bộ micro cao cấp như thế này ha. Đấy, ngoài ra thì micro sensor và sure mình có rất là nhiều mọi người ha. Thì cái bộ này hôm qua mình đã review rồi này. Đây là SKM5002 mọi người nhé. Đây là sensor SKM5002 này, hôm qua mình có review rồi nhé. Đây, zoom gần lại cho mọi người xem này, đó. Sensor SKM5002 đầu Neumann KK105S nhé. Và đây thì mình đang có một bộ nữa nhé. Một bộ SKM5000. Đây, SKM5000 tay này nó trầy chút xíu này, cái màu khác ha. Đây, tay này trầy chút xíu này nhá. Hai cái đầu ME5005 luôn, cái bộ này mình bán 34 triệu thôi. Nó sẽ đi kèm với lại cái Red Server EM3532 ở đây nhé mọi người. Đây ạ, 3532 đây mọi người ạ. Nha. Ok mọi người nhé. Đó. Cái bộ này thì có giá 34 triệu thôi, cái tay của nó đây mọi người. Đây ạ, tay của nó đây mọi người ha, cho mọi người xem qua luôn này. Đây, bộ này thì 34 triệu mọi người ha. Bộ này 34 triệu nhưng mà nó sẽ chạy chung với lại cái Red là EM3532 là mọi người nhé. Ok mọi người ha. Đó, chạy chung với cái Red 3532. Có giá 34 triệu thôi nha. Còn cái bộ này thì 70 triệu. Ngoài ra mình có mic sure nữa mọi người ha. Mỗi ngày thì mình sẽ review một bộ. Chính vì đó thì rất mong mọi người chúng ta hãy đăng ký theo dõi cái kênh của Cường nha. Cường sẽ review mỗi ngày cho mọi người chúng ta cùng xem. Đây ạ. Sure và sensor rất là nhiều nhé. Từ bình dân cho tới cao cấp mọi người ha. Đó. Đây mình sẽ quay sơ rồi mình sẽ test chất âm của cái bộ kia sau. Ok thôi thì bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa. Cường sẽ test chất âm của cái bộ này cho mọi người nghe. Ha, mình sẽ test lấy chất âm trực tiếp ở trong mixer, mọi người nghe rất là chính xác. Rồi, sau đây mình sẽ test chất âm nhé mọi người. Ok, và bây giờ thì cả nhà đang nghe Cường đang nói ở trên cái micro sensor SKM5000 sử dụng cái đầu ME5005 nhé mọi người. Và cái bộ này gồm hai tay mic và một cái Red Server sử dụng hai cái đầu ME5005 có giá 35 triệu đồng mọi người nha. 35 triệu hàng đã qua sử dụng. Còn nếu hàng mới thì giá nó phải trên 100 triệu mọi người ha. Hơn 100 triệu đấy mọi người. Rồi sau đây thì như thường lệ mình sẽ test chất âm thôi mọi người nha. Mình hát không được hay thì rất mong mọi người thông cảm nha. Và đầu tiên thì mình sẽ test một cái đoạn nhạc của ca khúc Biển Tình nha mọi người.
Ok, sau đây xin mời mọi người cùng nghe chất âm của nó. Mình để effect rất là ít nhá. À, cái lúc mình hát thì nó sẽ hơi khó hát. Tuy nhiên thì mình muốn cho mọi người nghe rõ chất âm của nó, cho nên là mình sẽ bỏ rất là ít hiệu ứng effect reverb nhá mọi người. Rồi sau đây xin mời mọi người đến với ca khúc Biện Tình, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương nhé mọi người. Lê 6 7 Lê 5 6 7 Lê 6 7 Lê 6 7 Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt trắng theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải ly cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng có. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em u sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Xin tay dắt nhau mình lãnh xa thế nhân, lãnh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Ok. Đấy, mình hát nó, mấy cái bài này mình hát nó hơi bị phô thì mọi người thông cảm nhé, tại vì mình hát chưa có quen đó. Cũng như là mình để cái hướng effect rất là ít mọi người, để cho mọi người nghe cái tiếng mộc của nó nha, xem nó hay như thế nào. Rồi sau đây mình sẽ test thử thêm một đoạn nữa đi. Cái bài mình hay hát đó là cái bài Xót Xa mọi người nhé. Rồi bây giờ mình sẽ lên nhạc bài Xót Xa, một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Mình đang hát trên hai cái ứng reverb song song nhé, và mình để rất là ít reverb mọi người ạ. Chủ yếu cho mọi người nghe rõ cái chất âm của micro nhé mọi người. Rất đẹp mọi người nhé. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cả ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì, ngỡ như không biết hãy tìm quên đi. Từ khi em nỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì, ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu chắp cánh bay cao, mang về trả lại chẳng sao. Quên
nhau đừng để cho nhau buồn lòng. Tình như chiếc lá rất rụng bên sông. Hỏi em hỡi có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Ok. Đấy, hát thì quá dở quý vị ạ, nhưng mà micro thì chất âm của nó quá hay. Nha, mình để rất là ít effect nha. Còn mình để nhiều effect lên thì chúng ta hát nghe nó mượt mà lắm. Đây mình để cái tiếng mic nó rất là khô để cho mọi người chúng ta nghe rõ cái chất âm của nó nha. Rồi và vừa rồi thì mọi người vừa nghe Cường đã test thử cái chất âm của cái bộ micro Sennheiser SKM-5000 sử dụng cái đầu ME-5005 và đang chạy trên cái Red Server EM-3032. Và cái bộ này thì giá mới của nó tầm hơn 100 triệu. Nhưng mà cái này hàng đã qua sử dụng còn rất chi là đẹp. Mình đang bán với giá 35 triệu thôi nha mọi người. Rồi, bây giờ thì mọi người nào có nhu cầu thì chúng ta vui lòng liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0946734646. Và chúng ta nhớ subscribe kênh YouTube Mạnh Cường Đắk Nông Sound để theo dõi các video tiếp theo của Cường nha. Cường sẽ review tất cả các bộ micro tiếp theo, còn rất là nhiều loại micro nha quý vị. Bây giờ xin chào quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi các video của Cường.